Tử cô đẹp Phúc Tấn xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay chúng em lại quay trở lại để giới thiệu với quý anh chị nhà mình hai tác phẩm là hai cái tùng mẫu tử anh chị mình nhé. Hai tác phẩm này thì đều được bên em chế tác trên chất liệu là gỗ hương đấy ạ. Hai tác phẩm thì đều có hai kích thước khác nhau nên sau đây em sẽ quay gần hơn với tác phẩm để các anh chị nhà cùng thưởng lãm một cách chi tiết nhất nhé. Đầu tiên là tác phẩm cây tùng bên này ạ. Tác phẩm này thì có kích thước là cao 47, ngang 50 và sâu là 26 đấy ạ. Như các anh chị mình nhìn thấy đấy ạ, từ trên xuống dưới là những tán tùng là đều được bên em các nghệ nhân là đục tỉa rất chi là kênh bong nhé anh chị mình nhé. Tán tùng thì đều được các nghệ nhân di sần và châm tỉa rất chi là sắc nét ạ. Từ những chi tiết nhỏ thì đều được các nghệ nhân làm rất chi là sạch sẽ anh chị mình nhé. Đây ạ, phía dưới đây là thân tùng. Thân tùng trông rất chi là già anh chị mình ơi. Đây là những vỏ cây tùng nổi lên trông rất chi là già anh chị mình nhé. Phía bên đây là một cây tùng con này ạ. Cây tùng con với những tán tùng sum xuê nha anh chị mình nhé. Sau đây em xin quay phía sau của tác phẩm ạ. Cây tùng mẫu tử này thì đều được bên em đục tỉa đục tứ diện nha anh chị mình nhé. Đục tứ diện này ạ. Các tán tùng này trông rất chi là kênh bong này anh chị mình này. Nhặt chặt tỉa rất chi là sắc sạch sẽ luôn này. Đấy, thân tùng thì rất là già, rất là đẹp. Tác phẩm tùng mẫu tử này thì bên em đang giao lưu với anh chị mình với giá chỉ có 3 triệu 900 nghìn đồng thôi nha anh chị mình nhé. Chỉ có 3 triệu 900 nghìn đồng thôi. Rất chi là rẻ đúng không ạ? Sau đây em xin cho tác phẩm này xuống và lên tác phẩm tùng mẫu tử tiếp theo để giới thiệu với anh chị mình nhé. Đây ạ, như anh chị mình nhìn thấy đây ạ, tác phẩm tiếp theo là cũng là một cây tùng mẫu tử nhưng với kích thước là cao 56, ngang 68 và sâu là 25 anh chị mình nhé. Những tán tùng này được các anh chị nghệ nhân tỉa rất chi là kênh bong này. Sạch sẽ từ những khe kẽ nhỏ, rất chi là sạch sẽ. Tán tùng thì dày tán nha anh chị mình nhé. Đấy, phía dưới thân thì các vỏ cây này được các nghệ nhân bên em là đục lỗi nha anh chị mình nhé. Nên trông thân rất chi là giả. Màu gỗ thì rất chi là sáng đẹp. Bên đây là một cây tùng nhỏ đấy ạ. Một cây tùng nhỏ với những tán cây sum xuê. Thân cây màu gỗ rất chi là sáng ạ. Em xin quay phía sau nha anh chị mình nhé. Hàng cây tùng mẫu tử này thì bên em là đục tứ diện anh chị mình nhé. Đục tứ diện này ạ. Phía sau cũng như phía trước tán, các tán là tầng tầng lớp lớp, rất chi là sum xuê. Gỗ thì rất chi là sáng đẹp đấy ạ. Tác phẩm tùng mẫu tử này thì bên em đang giao lưu với anh chị mình với giá chỉ có 4 triệu 500 nghìn đồng thôi anh chị mình nhé. Một tác phẩm với kích thước là cao 56, ngang 68 và sâu là 25 đang giao lưu với anh chị mình với giá chỉ có 4 triệu 500 nghìn đồng thôi ạ. Cây tùng thì mang dáng vẻ rất chi là khỏe khoắn này, thanh cao, ý nghĩa là trường thọ đấy ạ. Giúp xua đuổi tà ma, quỷ dữ, giúp con người luôn là bình yên nhé. Hai tác phẩm này thì các anh chị mình ai ưng tác phẩm nào thì xin liên hệ với cả tượng gỗ đẹp Phúc Tấn bên em qua số điện thoại Zalo là 0389 8899 và 68 ạ. Sau đây em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào một video gần nhất ạ.